Nóng, Israel tấn công vào các mục tiêu quan trọng của Iran, lựa chọn với Israel nếu như đáp trả Iran một cách khốc liệt. Kính thưa quý vị, Israel có thể nhắm vào mục tiêu quân sự, kinh tế và cơ sở hạt nhân của Iran để trả đũa vụ tập kích tên lửa, nhưng các phương án đều tiềm ẩn những nguy cơ tính toán sai lầm. Israel có một số lựa chọn nếu như các lãnh đạo của họ muốn tiến hành đòn trả đũa nhằm vào Iran một cách khốc liệt sau cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn do Tehran phát động hôm ngày 1 tháng 10 vừa qua. Trong khi nhiều nước đang thúc giục cả hai bên phải kiềm chế, nhưng một cuộc tấn công đáp trả từ Israel dường như nó là một điều khó tránh khỏi khi các quan chức chính quyền của ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu liên tục tuyên bố rằng sẽ khiến cho Tehran phải trả giá trong những ngày tới đây. Những lựa chọn mà Israel xem là có thể bao gồm cuộc tấn công vào mục tiêu quân sự, kinh tế và thậm chí là cơ sở hạt nhân của Iran. Theo Fabian Hin, chuyên gia về Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS đưa tin rằng, tuy nhiên, ông này đã cảnh báo các phương án tấn công nào của Israel và tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Trong khi, thứ nhất là tấn công vào mục tiêu quân sự. Phản ứng trực tiếp nhất là Israel sẽ tìm cách tấn công vào các căn cứ tên lửa và máy bay không người lái UAV của Iran nằm dưới lòng đất hoặc là được xây dựng kiên cố trong núi đá, ông Hin này đã cho hay. Iran đang có hệ thống phòng không tương đối yếu và có khả năng sẽ gặp rất nhiều những khó khăn khi ngăn chặn tên lửa hay hoạt động ném bom công khai của không quân Israel. Tuy nhiên, các căn cứ này thường được thiết kế đặc biệt để chống lại các sức công phá của những loại tên lửa bom thông thường và việc tấn công chúng khó có khả năng ngăn chặn các đòn đáp trả từ Iran trong tương lai. Lựa chọn thay thế có thể là tấn công vào các căn cứ phòng không của Iran như những gì mà Israel đã làm trong cuộc đối đầu hồi tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, thì Iran đã phóng khoảng 300 tên lửa hành trình vào Israel và Tel Aviv đã đáp trả bằng cách phóng máy bay không người lái UAV vào vị trí gần thành phố Isfahan. Đòn trả đũa gần này có thể gây quy mô lớn hơn, bao trùm lên các mục tiêu ở Tehran và thành phố Isfahan và các cảng trên vịnh Ba Tư này. Hoặc là Israel có thể tung ra đòn đáp trả phức tạp hơn, gây áp lực lên các cơ sở sản xuất công nghiệp quân sự của Iran, giống như vụ tấn công bằng UAV vào nhà máy vũ khí ở Isfahan vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công như vậy đều tiềm ẩn những nguy cơ tính toán sai lầm và gây ra thương vong không thể lường trước được, giới chuyên gia đã cảnh báo như vậy. Mục tiêu thứ hai mà Israel tấn công vào Iran đó là tập kích hạ tầng dầu khí của Iran. Nếu như Tel Aviv quyết định đáp trả đối với Tehran, một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí dường như là một phương án dễ xảy ra nhất. Với việc ông Tổng thống Biden hôm ngày 3 tháng 10 đã tiết lộ rằng vấn đề này nó đang được hai bên thảo luận. Mục tiêu nổi bật nhất là kho dầu Khan, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, phần lớn trong số này đang được chuyển đến Trung Quốc. Cơ sở quan trọng này là nhà máy lọc dầu Abadan gần với biên giới của Iraq, nơi xử lý phần lớn đáng kể nhu cầu ở trong nước của Iran. Ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran rất dễ bị tổn thương, ông Hin này nói thêm rằng việc tấn công vào các mục tiêu kinh tế sẽ tạo ra những tác động lâu dài hơn đối với Iran. Nếu như nền kinh tế của Iran đang gặp khó khăn và họ lâu nay vẫn muốn được nới lỏng lệnh trừng phạt, ông này cho hay lưu ý rằng một cuộc tập kích của Israel nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen hồi cuối tháng trước cũng đã tập trung vào các cơ sở lưu trữ, sản xuất nhiên liệu, điện, cảng biển tại thành phố Ras Isa và Hodeidah. Nhưng câu hỏi đặt ra là tấn công vào trụ cột kinh tế và có được nhìn nhận như là một phản ứng tương xứng với đòn tập kích của tên lửa Iran trong những ngày vừa qua hay không? Iran cho biết là họ đã chọn các mục tiêu quân sự khi lên kế hoạch tập kích và tên lửa của họ thực tế cũng đã nhắm vào các căn cứ không quân của Israel, gây ra những thiệt hại nhẹ cho sân bay quân sự tại Nevatim và trụ sở cơ quan tình báo Mossad, nhưng một trường học ở phía đông của thành phố Ashkelon đã bị trúng tên lửa. Mặt khác, theo giới phân tích, lên phương án tập kích các cơ sở dầu khí và gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của Iran có nhiều khả năng nó sẽ dẫn đến những hành động trả đũa của Tehran hơn so với việc là Israel chỉ tập trung thực hiện một cuộc tấn công vào mục tiêu quân sự. Ông Thiếu tướng Mohammad Bagheri, tham mưu trưởng của quân đội Iran cho biết rằng tuyên bố nếu như bị tấn công, Tehran sẽ đáp trả bằng một loạt tên lửa lớn hơn với quy mô mở rộng hơn. Đòn tập kích hôm ngày 1 tháng 10, nó sẽ được lặp lại với cường độ mạnh mẽ hơn và tất cả các cơ sở hạ tầng của Israel sẽ bị nhắm mục tiêu, ông này đã cảnh báo.
Phương án thứ ba mà Israel đang lên dây cót đó là cho việc ám sát. Israel có thể thực hiện một chiến thuật đáp trả khác là tăng cường các thực hiện kế hoạch ám sát mục tiêu tại Iran. Họ được cho là đã chứng minh được khả năng này sau cuộc ám sát lãnh đạo chính trị Mahmoud Ahmadinejad tại Tehran hồi cuối tháng 7 vừa qua. Một số nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran cũng được cho là đã bị Israel hạ sát, trong đó có ông chuẩn tướng về bên cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, ông Mohsen Fakhrizadeh, và nhà khoa học bị ám sát vào tháng 11 năm 2020 bằng súng máy điều khiển từ xa. Tuy nhiên, Israel đến nay dường như chưa cân nhắc đến những phản ứng kiểu bí mật như vậy để đáp trả đòn tấn công tên lửa công khai từ Iran. Và mục tiêu thứ tư mà Israel có thể tấn công vào đó là không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Phương án trả đũa lo ngại nhất của Israel là phóng tên lửa ném bom vào các cơ sở hạt nhân trên khắp lãnh thổ của Iran. Tuy nhiên, đây là một kịch bản khó xảy ra nhất bởi ông Tổng thống Mỹ John Biden tuyên bố rằng nếu như Mỹ không ủng hộ phương án này, các chuyên gia quân sự tin rằng Israel không thể thực hiện một cuộc tấn công phá hoại nhằm vào mạng lưới cơ sở hạt nhân của Iran nếu như không có sự hỗ trợ quân sự trực tiếp từ Mỹ. Natan và Fordow, những địa điểm chính mà Iran đang làm giàu uranium cho đến lên mức độ tinh khiết 60%, điều này được xây ngầm và kiên cố dưới hàng chục mét đá và bê tông. Một nghiên cứu do hai tác giả là ông Daja Dozikova và ông Matthew Saville thực hiện được đăng hồi tháng 4 trên tạp chí Các Nhà Khoa Học Nguyên Tử đánh giá vũ khí thông thường duy nhất có thể phá hoại cơ sở ngầm này là bom xuyên GEU-57AB của Mỹ. Do bom xuyên này có trọng lượng hơn 12 tấn và dài 6 mét nên chỉ có thể được mang bởi các máy bay ném bom lớn như B-2 của Mỹ. Israel không có khí tài và có đủ năng lực để thực hiện các đòn tấn công tương tự nếu không có sự đồng ý từ Nhà Trắng. Israel có thể nhắm đến các địa điểm nhỏ hơn, nhưng những cơ sở sản xuất này ly tâm và được sử dụng trong quá trình làm dầu hay các địa điểm tương tự khác nhằm vào làm chậm chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, vẫn có nguy cơ rằng một cuộc tấn công vào chương trình hạt nhân nó sẽ thúc đẩy cho Tehran đẩy nhanh nỗ lực sở hữu bom nguyên tử hơn. Tehran có thể coi việc vũ khí hóa chương trình hạt nhân của mình là một lựa chọn duy nhất còn lại để giúp đảm bảo an ninh cho chính mình, ông chuyên gia này đã kết luận trong nghiên cứu của mình. Trong khi đó, thì cựu chỉ huy của Mỹ ở Tehran tuyên bố rằng cựu chỉ huy lực lượng của Mỹ tại Trung Đông nói Iran ngày đang càng tuyệt vọng. Cựu chỉ huy lực lượng của Mỹ tại Trung Đông nói trong một cuộc phỏng vấn rằng